Cháu chào cô, các bà. Nông xin mến chào khán giả toàn thể cô bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Cô bác hôm nay đi đón Phong xuống nhà Nông thì qua nhà em Thanh để truyền tải cái tiến độ xây nhà em Thanh đến cho các bác cùng xem. Thì cũng rất là vui rồi. Hôm nay anh em thợ cũng đến xây là cũng đã lên được một tầm giáo rồi các bác ạ. Thì có lẽ 1-2 ngày nữa sẽ xong. Và rồi dự kiến là 4 ngày xong thì cũng chưa biết được. Cũng do thời tiết rất là nóng nên là anh em không thể phơi nắng suốt ngày được, vẫn phải có giờ nghỉ nữa. Nên là có lẽ sẽ còn hơn 4 ngày. Vâng, hôm nay là ngày thứ 2. ngày mai một ngày nữa, ngày kia một ngày nữa. Thì có lẽ sẽ giật nóc nếu mà thời tiết ủng hộ. Thì qua đây thì Thành có lời gì muốn gửi đến các cô, các bác, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước không? Có ạ. Thì sau đây cho cháu con xin phép gửi lời cảm ơn đến các quý mạnh thường quân và quý ông bà, cô bác. Cháu có, con có đôi lời một ạ. Kính thưa quý mạnh thường quân, quý ông bà, cô bác, nhân dịp khởi công nền móng nhà mà quý mạnh thường quân đã gửi tình thương cho con, hôm nay cho phép con gửi một lời cảm ơn từ đáy lòng. Nếu không vì tình thương ba bố con muôn đời sẽ không có được. Con không biết dùng lời thế nào diễn tả hết lòng biết ơn, không biết làm sao trả ơn hết được. Con cũng biết ơn anh Nông rất nhiều đã chia sẻ hoàn cảnh của con mới được quý ông bà biết đến. Hôm nay con xin anh cho con nói đôi lời, trước là biết ơn quý mạnh thường quân, sau là cảm ơn quý khán giả của kênh đã yêu mến con. Con nhiều khích lệ, con thêm động lực tiến lên trong cuộc sống nhiều vất vả phía trước. Theo lời chia sẻ của anh Nông, có lẽ con chỉ đủ tiền làm móng và lên khung nhà, nhưng có được đến đâu con cũng rất mang ơn quý ông bà, cô bác. Con ước mong nếu có thêm chút kinh phí chỉ đủ có được mái nhà và cửa lát nền xi măng, con cũng rất hạnh phúc. Có nơi ăn ở an toàn, sạch sẽ cho các cháu và mẹ già, con sẽ luôn cố gắng bằng hết sức của con để làm và phát triển kinh tế, nuôi dạy hai cháu ăn học nên người, để không phụ lòng quý ông bà, cô bác thương yêu nâng đỡ con. Con xin hết lòng cảm ơn ạ. Thì anh cảm ơn em. Thì cũng các bác cũng đã nghe lời gửi gắm đến các cô, các bác. Thì thật sự là nghe rất là cảm động các bác ạ. Thì cũng qua đây thì cháu Nông cũng rất là mong muốn, là hy vọng là qua các cái thước phim thì lan tỏa đến các cô, các bác, các nhà hảo tâm, thì được các cô, các bác lại tiếp tục chung tay ủng hộ ba bố con Thành. Thì các bác biết là Thành, thì cái cuộc sống của Thành thì cũng rất là khổ, từ lúc còn rất là nhỏ thì cũng do cái cuộc sống khó khăn thì bố của em Thành thì cũng ra nước ngoài để kiếm tiền, kiếm cơm về nuôi Thành và anh trai của Thành. Thì cũng do là không may mắn thì bố của hai em thì cũng đã mất ở bên nước ngoài, thì bỏ hai em bơ vơ ở với mẹ, không người thì cũng không được hôn, không được bình thường. Đến ngày hôm nay, đến khi mà em trưởng thành thì em lại tiếp tục đi ra ngoài xã hội yêu đương, thì lại có thêm được hai bé về. Hiện tại em lại còn có một cái trọng trách gánh nặng rất là nặng đối với em Thành các bác ạ. Hiện tại đây thì là phải là một nách hai con và nuôi cả mẹ nữa, thì cái cuộc sống của em thật sự là rất là bi đát và rất là vất vả. Thì cũng rất là mong là quý cô bác nhà hảo tâm và mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục cho em Thành xin mỗi người một ít để cho em Thành hoàn thiện căn nhà mơ ước của mình, để bớt cái cuộc sống khó khăn của em đi,
để em vươn lên trở thành một người có ích trong xã hội. Thì cháu An Ung xin cảm ơn. Thì sau đây An Ung xin mời quý cô bác tiếp tục theo dõi video của An Ung. Nào, tiếp tục đi làm đi. Vâng. Được. Đấy, này, hôm nay thì cũng úi cái thước úi anh em thì cũng rất là cố gắng rồi các bác ạ, hai ngày mà cũng lên được một tầm giáo rồi, chỉ có ba anh em thợ cả xây thôi, còn Thành với lại Quẩy và một bác của Thành nữa đến giúp. Nên thì hai ba em đấy phụ, còn có ba anh thợ thì cũng rất là nhanh các bác ạ. Như vừa rồi thì cháu An Ung muốn là bắt thêm thợ để làm, nhưng mà cũng do thời gian này anh em thì cũng đi làm, một phần thì đi làm xa, còn một phần thì cũng làm quanh quanh ở xã nên là cũng không có thợ nhiều. Hiện tại thì cũng rất là bận các bác ạ, muốn là làm đẩy cái tiến độ của nhà em Thành xong thì mới tiếp tục sang bên chỗ nhà anh em Nhù Sùng Mỉ ở bên thôn bên kia. Thì cũng suốt ngày mưa, lúc thì nắng, lúc thì mưa, sáng nắng, chiều mưa, sáng mưa, chiều nắng nên là rất là khó vận chuyển vật liệu vào. Vừa rồi anh em thợ đấy thì cũng đã đi xem đường rồi, đấy thì anh em thợ cũng có nói, anh em lái xe thì cũng có nói là vào được, nhưng mà phải ngày nắng thì mới vào được, phải ít, phải nắng khoảng 1-2 ngày đi thì đường mới khô ráo nên mới đi được. Thế thì cũng do thời tiết nắng 1-2 ngày, nắng một ngày, ngày thứ hai thì lại tiếp tục mưa nên là cũng rất là khó cho cái việc vận chuyển vật liệu vào các bác ạ. Thì cũng vì lý do đấy thì An Ung cũng sẽ muốn là cố gắng để đẩy cái tiến độ nhà em Thành để cho nó xong luôn, xong là tranh thủ lúc nắng thì tiếp tục sang bên kia để làm. Thật sự là rất là nắng. Mấy hôm nay thì nắng rất là gắt các bác ạ, kiểu lúc nắng lúc mưa nên là nắng cực kỳ gắt luôn. Với lại có nhiều cô bác nông comment ở trên video thì có nói là nhà Thành làm móng thấp, không cao, không thoáng, thì cũng xin thưa với các bác là như này là rất là cao rồi. Đấy, đằng sau này thì vừa rồi san đất xuống thì nó mới nhìn nó thấy cao, thì mấy nữa sẽ khi mà làm nhà xong thì cho em Thành cào phẳng ếch để bằng cái móng, xong là sẽ cuốc rãnh để cho nước nó thoát ra ngoài. Còn đằng sau này, sau này mà có điều kiện ấy, thì em Thành lấy đá về be xong là để lát đấy thì về lâu về dài thì có thể là mang quần áo ra phơi ở đằng sau này. Còn đằng trước thì mấy nữa lại cái tiếp tục hạ xuống các bác ạ. Vừa rồi thì cũng có hạ rồi, hiện tại là cũng đã cách mặt đất là tầm khoảng 30 phân rồi. Thì mấy nữa lại tiếp tục hạ xuống để cho thấp nữa, để cho cái nhà nó thoáng hẳn đi. Có thể là hạ xuống nữa để có kinh phí thì sẽ giật tam cấp để cho nó đẹp cái nhà. Xem là lên được mấy hàng rồi, 10 hàng chưa, 11 hàng chưa? Hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 hàng. 10 hàng, 2 ngày 10 hàng, tí đến tối nữa là được 12 hàng. 12 hàng thì
lại tiếp tục một nửa nữa. Được cái là ở chỗ nhà Thành ấy thì Thành cũng đã có cái nền sẵn như có cái nền sẵn rồi nên là cái kinh phí thì cũng không mất nhiều như nhà Dế với nhà Cấy các bác ạ. Đấy, cái nền ấy thì nếu mà trong thời điểm này mà mua đấy thì rất là nhiều tiền. Em cây về làm trống ở đây đi Thành ơi. Cái con dao đâu nhỉ? Đây. Không như này ghê quá. Cắt gạch bỏ xin gạch đoạn thì một lần thì một viên. Tí nữa Thành trống cái này xong thì cắt đi. Anh em thợ này xây thì không phải nói rồi các bác ạ, cũng nói chung là cũng tạm được nhỉ, mỗi tuần nhỉ, không đến nỗi là tệ, như này là cũng tạm chấp nhận rồi. Không bằng ở dưới thành phố được nhưng mà cũng được tầm khoảng 80% rồi nhỉ. Này dung hết cả tường luôn. Ở đây này, cái đằng trong này này. Đằng trong thì chắc phải chặt ngắn thôi bởi vì nó chống cái ván lên. Không, cái cây ở dưới ván à? Vâng. Thế chặt ngắn thì chặt ngắn xong là chọc xuống đất, chống cố định mà. Như này là cái gì? Thấp quá nhỉ. À. Chọc ấy mà, chọc chắc mà. Nóng quá gọi còn phụ nhiều quá nó cũng như sắp bực mình. Phụ kiểu phụ không chuyên nghiệp ấy nên là cũng không được kịp. Ô sao cái dây này vào ra đấy? Hả? À vừa nhả ra. Đừng để cho nó ấy nhé, nó ngã buộc dây vào. Buộc dây vào đấy, nó có ngã thì nó không ấy, nó không đổ. Không đến lúc lại giật mình, lại nhảy xuống tường đổ bây giờ. Cái này là để tầm khoảng 2,5 mét em đổ nhá. Cao quá. Ừ. Cái cửa đi vào này 2,2 mét thôi. Thì mình phải đổ lên trên cửa chứ. Phải không? À, cái... ý là đổ mái gì? Ừ. Cửa này thì 1,8 mét thôi. Tầm khoảng 2 mét. 2,2 mét, 2,3 mét là đổ được. Nó mới đẹp, mình để cái vòm ở đây này. Đây là làm vòm nhá. Vòm ở ngoài chứ là gì? Không. Ở trong này cũng có. Có vòm ở đây, ngoài không để vòm được. Ngoài để vòm mình đóng cửa kiểu gì? Mình có làm được cửa vòm đâu. Làm vòm ở đây. Làm một cái vòm ở đây với cái vòm ở kia. Trong mình mới đổ gác sét lên. Cái này nếu mà mình đổ gác xét ở ngoài này mà cái này cái này đổ sang đây hết mà. Gác xét này đổ dài ra đến đây mà. Đổ dài ra đến tường mà. Từ kia ra đổ ra đến tường mà. Tường là không làm ra ngoài đổ nguyên cái này. Không. Cái này cứ để giống này. Đổ như này nó rộng để mấy đứa nó để đồ thoải mái. Đồ nhà nông nên là rất là nhiều đồ nên là mình phải đồ cái này rộng, có thể là bát nhiều mình không dùng được mình vẫn để trên gác được, đúng không? Tất cả các cái đồ dùng này. Cái này làm một cái vòm như đây, làm một cái vòm như này.
xong là cao bằng này thì mình mới đổ gác sét lên. Làm vòm thì làm hơi khó. Tất nhiên là khó rồi nhưng mà nó đẹp. Khó thì khó rồi. Làm thẳng lên. Ôi không thẳng đâu. Không chơi thẳng đâu. Làm vòm nó đẹp. Nó thẩm mỹ hơn. Còn đằng sau này thì không thể làm vòm được. Tất cả các cái cửa mở cửa có cửa đóng vào thì không làm vòm được đâu. Đấy, làm vòm mình không làm được cửa vòm. Nắn sắt rồi, nắn mấy cái sắt vào. Cái sắt vừa rồi còn thừa. Kìa, nắn vòm, nắn đẹp vào xong là xây nó lên thôi. Như kia. Cái kia không vậy? Quỳ lên nhảy xuống phụ là không. Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi. Đội cái nón không thấy đường đi. To quá. Hôm qua dặn về mang cái mũ cho nhưng mà lại sáng lại quên. Bố chuẩn, còn cước không? Kia kìa. Ở bên sàn bên kia kìa. Ở sàn nhà hàng xóm bên kia. À đây trên đầu đấy. Đấy, bây giờ mà đi còn lúc lắc thì mình em đi đâu. Bây giờ cái này như nào? Ý là nó còn lùng lẳng. À, bây ghê giờ cái chứ. Này chắc luôn mà. Ghê chứ. Bây giờ chắc chưa? Nên là cái gì nó phải làm nó đảm bảo, sợ là lúc mình xảy ra. Ôi, cái này bây giờ thoải mái rồi nhỉ. Không sợ được. Này thì ba người xây 2 ngày được như này là phải nói là cũng tay cũng đều thì mới làm được đấy. Bẻ à? Nếu mà tay không đều là chưa lên được bằng này đâu. Này. Cho 2 cái cũng không được đâu. Đây. Sao không được mày đưa vào đây cho anh? Sợ lắm. 2 cái này. Lấy vào đây để anh tung cho mà xem. Không kẹp đâu. Nó biết bắt mà. Quay. Cái 4.000 viên gạch này không biết có đủ hay không. Khả năng là có thiếu thì vẫn thiếu một vài trăm. 100-200. À, để tung bên kia tiếp. Tung 2 viên thì mới được nhanh. Ngày xưa anh đi làm suốt rồi cái loại này. Đuôi ơi. Tung thì nó mệt hơn nhưng mà mình đỡ phải đi lại mất thời gian.
chú lấy cho cháu cái can nữa, quay lại cho bát nữa. Vặt này lắm rồi. Thank you.
to nó. Từ đó. Buộc mấy vòng nó mới chắc được. Nhàng lẻ. Thì buổi chiều nay anh em cũng đã lên được mười mấy hàng nhỉ? 11 hả? 11 hàng. 11 hàng với lại các gốc. Thế thì cũng vì là cái gạch này xây là cũng hơi mất thời gian các bác ạ. Nó không được nhanh như kiểu mình xây cái gạch bi, gạch đá to kia. Nên là ba người xây 2 ngày mà được như này thì cũng anh em cũng rất là nhiệt tình rồi các bác ạ. Thì có lẽ cái thước phim buổi chiều nay sẽ được khép lại ở đây. Nếu quý cô bác quý mến An Nông thì cho An Nông xin một like, chia sẻ, bấm đăng ký để ủng hộ An Nông. An Nông xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác các cái thước phim sau.